Xin chào các bạn, hôm nay mình có chiếc Colorado đến làm bảo dưỡng này nọ. Thì có cái tiết mục gọi là vệ sinh động cơ. Thì cái chiếc này mới chạy có 45.000 km thôi các bạn. Nhưng mà mình không ngờ cái động cơ nó dơ giống như thế này. Ở đây chính là cái họng nạp của cái chiếc xe này. Các bạn thấy nó đóng một cái lớp carbon dày giống như vậy. Mới 45.000 km nha các bạn. Nó chưa được bao nhiêu hết. Lúc đầu mình cứ tưởng xe cũng phải 8-90 vậy nó mới dơ. Nhưng mà không ngờ mới 45.000 mà nó dơ. Thật sự kinh khủng. Và cái lớp carbon này nó cũng dày cỡ khoảng 1-2 mm, đặc biệt là nó đóng trên cái miệng, đóng trên cái súp bắp rất là nhiều, vì nó đóng súp bắp nó làm giảm hiệu suất động cơ lắm các bạn. Ở đó mình phải vệ sinh thôi, thì vệ sinh bằng cách bắn trấu. Mà thấy bắn trấu, trấu văng tùm lum là do cái khâu của mình không có vừa thôi, mình đang chỉnh lại, chứ đáng lẽ nó không có được văng giống như vậy. Có mấy bạn thắc mắc là bắn thì bắn vào trong luôn hay là nó sẽ văng ngược ra ngoài? Không, nó không bao giờ vô trong máy các bạn, nó sẽ hút ngược ra ngoài, chất dơ nó đi theo hút ngược ra ngoài. Và đây là kết quả cuối cùng nha các bạn, sạch như zin. À, cái chữ sạch như zin như thế nào thì nó thực sự là như vậy. Nó sạch, không có cái gì sạch bằng. Và chỉ có phương pháp này mới làm vệ sinh động cơ thực sự hiệu quả cho các bạn. Không có cái hóa chất nào mà có thể làm tan được mấy cái carbon hết đó các bạn ơi. À, mình cực kỳ hài lòng với cái sản phẩm đầu ra.